Chào quý vị, trở chương trình trực diện TV. Mấy ngày vừa qua thì chúng ta đã chứng kiến rất nhiều những hình ảnh tại xứ sở sương mù là Anh Quốc. Cuộc biểu tình ban đầu là ôn hòa, nó đã rất nhanh chóng để mà nó biến đổi trở thành cuộc biểu tình mang tính chất bạo loạn. Và những hành vi đốt phá, những hành vi tấn công cảnh sát và hàng loạt những hành vi mang tính chất là cực đoan bạo động khác. Đến ngày hôm nay nó đã lan sang rất nhiều các tỉnh thành, các thành phố ở tại Anh Quốc. Và lực lượng công quyền, lực lượng cảnh sát và các cái giới chức, ngay cả những cái dân cử ở xứ sở sương mù này đã phải tốn rất nhiều công sức. Và nhưng đến ngày hôm nay thì vẫn chưa thấy vãn hồi trật tự. Cái bắt đầu của cái sự việc mà biểu tình ở tại Anh Quốc đó là bởi vì có những cái đứa trẻ đã bị đâm chết. Trong đó những hình ảnh mà ba đứa trẻ rất là dễ thương, đáng yêu được đưa ra. Và những cái thông tin ban đầu lý giải về cái chết của ba cái người đó do một cái người thủ ác, một cái kẻ mới có 17 tuổi. Và lúc đầu người ta đưa ra những cái thông tin không đúng. Chính vì những cái thông tin không đúng đó nó đã kích hoạt các cái cuộc biểu tình để cho cuộc biểu tình đã nhắm theo một cái hướng khác, là cái hướng thay vì đó lên án và bắt giữ những kẻ mà gọi là thủ ác, những kẻ mà gây ra tội phạm rất là nặng nề này, thì người ta lại nâng tầm nó lên là trở thành là chống đối với những người mà thuộc về tôn giáo, rồi nói chống đối với những người kỳ thị về vấn đề mà người nhập cư và còn nhiều cái vấn đề khác nữa. Thì đến ngày hôm nay thì báo chí ở tại tại Anh, ngay cả ở Mỹ hay là nhiều nơi khác đó, ngay cả báo chí trong Việt Nam cũng đã đăng những cái bản tin liên tục cập nhật về cái vấn đề này. Chúng ta thấy là cái bản tin này mới cách đây có 3-4 tiếng đồng hồ thì cũng có nói rất là rõ đây, The Guardian. Thì họ cho biết rằng nước Anh đó đến ngày hôm nay cũng đã xác định được có hơn 400 người rồi đã bị bắt rồi. Chúng ta thấy là một con số rất là kinh khủng nha. Tại sao một cái vụ việc nó xảy ra ở tại tại sao người dân coi như là dân người dân lại bạo loạn trên khắp cái nước Anh, và người ta đặt ra vấn đề là có bao nhiêu người liên quan trong cái vụ việc này. Những hình ảnh thì đến ngày hôm nay chúng ta thấy rằng nó lan truyền đó, hình ảnh rất là kinh khủng rồi. Có thể nói rằng một số những hình ảnh đó, đến ngày hôm nay thì nó nhiều, quá nhiều. Đây, thí dụ như là chúng ta thấy một số những hình ảnh đây, để cho quý vị thấy. Cuộc biểu tình bây giờ nó lan rộng, đập phá, rồi đốt, rồi còn tấn công cảnh sát. Và lực lượng cảnh sát thì họ phải đi bảo vệ những cái khu vực. Những hình ảnh này rất là nhiều rồi, có lẽ là cũng không cần phải hình ảnh của ông thủ tướng của Anh Quốc là đến đặt vòng hoa, nhưng mà cũng đã bị phản đối rất dữ dội. Những người có mặt người ta cũng đã lên tiếng. Và có thể nói rằng đến thời điểm này thì ở phía bên các cuộc bạo loạn được xác định rằng đang lan rộng ở khắp nhiều thành phố và thị trấn Anh Quốc. Theo như tờ The Guardian ngày hôm nay họ viết như vậy. Và ở Belfast, Belfast là ở Ireland đó quý vị. Và trong tuần qua các đợt bùng phát rối loạn dân sự tồi tệ nhất nước Anh trong vòng 13 năm qua, cảnh sát đã thực hiện 378 vụ bắt giữ kể từ khi tình trạng bất ổn chống người nhập cư và cực hữu nổ ra sau vụ giết hại ba bé gái ở coi như support ba bé gái đó quý vị. Ba bé gái này rất là dễ thương. Khi mà nhìn thấy những hình ảnh mà đưa lên cái tờ Guardian, người ta cũng đã đưa lên cái hình ảnh này, chúng ta thấy rằng cảnh sát người ta cũng đã nêu tên ba cái người bé gái này khi mà cái hành vi đã bị giết, bị đâm chết vào ngày 29 tháng 7 năm 2024 vừa qua. Thì cái kẻ mà thủ ác đó chỉ có mới có 17 tuổi thôi. Đầu tiên thế thì cái người thủ ác này đó, đây là ba bé gái có tên luôn, một bé thì 7 tuổi, một bé 6 tuổi và một bé 9 tuổi. Hình ảnh rất đáng yêu và nó đã chấn động vào trong tâm khảm, tâm tư của rất là nhiều người.
Và đầu tiên hết nói rồi, cái kẻ thủ ác 19 tuổi, 17 tuổi đó, người ta cho rằng họ đưa ra những thông tin giả khi mà cảnh sát chưa kịp đưa ra cái thông tin xác định rằng những người đó là ai, cái người mà gây ra cái tội ác đó là tên gì, rồi thành phần gia đình ra làm sao. Thì trên mạng xã hội và những cái đồn thổi thì họ nói rằng kẻ thủ ác đó đó là người nhập cư. Chính vì nói người nhập cư cho nên làm cho một cái làn sóng, người ta chỉ trích, người ta nói là tại sao Anh Quốc lại rước quá nhiều những người nhập cư, để rồi những người nhập cư bây giờ giết người Anh, những người nhập cư trở thành là một cái mối nặng, mối gánh nặng cho cái xứ sở của Anh Quốc, và họ tạo ra một cái làn sóng chống đối dữ dội. Nhiều người đã tham dự các cuộc biểu tình, họ đốt phá, rồi họ ném gạch đá vào, ngay cả bom xăng vào trong lực lượng cảnh sát nữa. Các cái cuộc bạo loạn đến ngày hôm nay đó, họ tính rằng cái nguyên nhân chính của nó là do có ba cái bé gái đó. Một bé mang tên là Baby King, 6 tuổi, một cái bé khác thì gọi là Stamkom, 7 tuổi, và Aclik là coi như 9 tuổi, đã bị giết trong một cái kẻ nó điên khùng đó, nó đâm một cách liên hoàn. Và tại một cái lớp học khiêu vũ lấy cảm hứng từ Taylor Swift ở Southport, vào ngày 29 tháng 7, 8 trẻ em khác bị thương do dao đâm, và trong đó thì có 5 trẻ em đang nằm trong cái tình trạng nguy kịch, hai người lớn cũng bị thương nặng. Và một cái người đàn ông 17 tuổi mang tên là Axel Arruda Cubana, cái tên này thì cũng rất là lạ nha, cái kiểu của Anh Quốc, chắc có lẽ là gốc như thế nào chúng ta không biết được. Và cái người này sinh ra ở tại Cardiff và sông Banks, và một cái ngôi làng ở Southport về vài dặm thôi về phía bắc. Cái người đàn ông này đã bị buộc vào ba cái tội danh giết người và 10 cái tội danh khác là cố ý giết người. Và trước khi cái danh tánh của cái người đàn ông này gọi là được đưa ra đó, thì những tuyên bố sai sự thật, những cái tuyên bố mà không đúng về cái người đàn ông này, có lẽ là chúng tôi cũng lấy cái điển hình ảnh để cho quý vị thấy cái người đàn ông này là như thế nào. Có lẽ là báo chí ngày hôm nay cũng đã đăng rất nhiều rồi. Cái người này 17 tuổi, rất là kinh khủng nha quý vị. Và cái đặt ra vấn đề tại sao mà tên mới 17 tuổi mà nó điên khùng lên như vậy, nó gây ra những cái hậu quả. Và chúng ta thấy đó, những cái tuyên bố sai sự thật rằng là anh này là một cái người tị nạn Hồi giáo đã đến Vương quốc Anh bằng thuyền. Rồi sau những cái thông điệp này, để các thành viên cực hữu đã được truyền thông xã hội hướng dẫn, và họ đã tụ tập lại các thành phố lớn trên khắp cả nước với một số người, họ hô vang các cái khẩu hiệu là chống nhập cư và bài trừ Hồi giáo, cho nên các cuộc phản đối cũng đã nổ ra với cái cuộc đụng độ giữa các nhóm đối lập với nhau. Và những cái cuộc bạo loạn nó diễn ra ở đâu? Có thể nói rằng bài báo này họ viết rằng cuộc bạo loạn đó, hàng trăm kẻ bạo loạn đã đổ xô xuống thị trấn ở ven biển Southport là đầu tiên hết. Rồi vào hôm thứ ba tuần trước, rồi sau đó thì mọi người chỉ có 36 giờ sau thôi, thì sau khi mà cô gái ba cô gái đã bị giết đó, thì hơn 50 cảnh sát đã bị thương trong các cuộc đụng độ nhắm vào một cái nhà thờ Hồi giáo cách cái hiện trường vụ thảm sát khoảng chừng là một đoạn đi bộ ngắn thôi. Và ngày hôm sau thì các cuộc bạo loạn nó đã lan đến London, nó đã lan đến Manchester và ở phía tây bắc của Anh Quốc, ở Hartlepool, cũng như là ở phía đông bắc của Aldershot, và tình trạng nó tiếp tục liên hoàn và hỗn loạn suốt cả một cái cuối tuần vừa qua luôn, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Và các cái cuộc đụng độ nặng nề nó xảy ra vào ngày thứ bảy,
vào Chủ nhật ở ngay khắp cái nước Anh, ở Liverpool, ở Blackpool, ở Hull, ở Stoke and on-Trent, ở Leeds, rồi Nottingham, ở Bristol, ngay cả Belfast và ngay cả ở Bắc Ireland nữa. Thì hôm Chủ nhật á, thì những cái kẻ bạo loạn họ đã đốt phá và đã làm cháy một cái khách sạn nơi những người xin tị nạn cư trú, trú ngụ ở thị trấn gọi là Rotherham ở Nam Yorkshire. Và sau đó đó thì một cái vụ việc tương tự đã xảy ra một cái khách sạn khác gọi là Holiday Inn Express, nơi có các báo cáo về cho biết những người xin tị nạn cũng đang được ở, với các cái đám cháy và các cái cửa sổ bị đập vỡ và các cái tên lửa ném vào cảnh sát, tức là những cái bình xăng á, những cái gọi là bom xăng đó quý vị. Và tại thị trấn Peterborough ở phía đông bắc, những kẻ bạo loạn đã đập vỡ cửa kính của các ngôi nhà và ô tô và ném các vật thể vào cảnh sát. Đây là tờ báo The Guardian, họ mới vừa tổng kết cách đây mấy tiếng đồng hồ thôi. Trong đó thì họ cũng nói rất là rõ vào những cái ngày nào đó quý vị. Ngày nào thì nó diễn ra cái sự kiện gì. Ví dụ như đây họ nói là vào ngày 31 thì nó xảy ra ở đâu, rồi cái bản đồ nó lan ra như thế nào, những cái điểm trắng, điểm đen là như thế này đây. Chúng ta mới thấy được rằng nước Anh đang bị chìm đắm một cách rất kinh khủng, và họ nói rằng có bao nhiêu người tham gia. Hàng ngàn người đã tham gia vào các cuộc biểu tình và phản đối hội đồng gọi là cảnh sát trưởng quốc gia đó, cho biết rằng là 378 người đã bị bắt trong tuần qua. Và Bộ trưởng của Anh Quốc là Cooper đã cho biết rằng các cảnh sát vẫn đang xem lại các cái cảnh quay để mà xác định những kẻ ném, ví dụ như bom xăng hay là đốt phá, cướp bóc các cái cửa hàng và tấn công những người lái xe đi qua đường vô tội đó. Tức là họ xem là các camera, camera ở rất nhiều nguồn khác nhau, từ những người có mặt ở tại hiện trường, từ báo chí, hoặc là từ các cái camera của đường phố, của các cái cơ sở thương mại và của các cái lực lượng công quyền, để rồi họ đem phân tích và họ sẽ tiến hành bắt giữ tiếp tục. Cái số lượng người có lẽ là không chỉ dừng lại 378 người như là thời gian vừa qua, mà người ta nói rằng có thể lên tới cả hàng ngàn người nữa. Thì có thể nói rằng đó, một số nghi phạm đã hầu tòa với các cáo buộc về các tội danh bao gồm gây rối, bạo lực, ẩu đả, tấn công và trộm cắp. Một thẩm phán mô tả là cảnh bạo lực ở Belfast là hoàn toàn đáng xấu hổ, khi ông ta từ chối cho tại ngoại hai người đàn ông bị buộc tội tham gia vào vụ gây rối này sau cuộc tụ tập phản đối người nhập cư tại thành phố vào hôm thứ Bảy. Tức là đối với luật pháp của nước Anh thì họ bắt vào ngày hôm trước, ngày hôm sau thì họ sẽ đưa ra gặp thẩm phán ngay lập tức để mà coi người đó có nhận tội hay không và tiếp tục họ làm thủ tục. Và một số những cái nhân vật công chúng đã bị cáo buộc rằng đã phát tán thông tin sai lệch và gây căng thẳng trong cái cộng đồng sau vụ giết người ở Southwark. Andrew Tate, người có ảnh hưởng theo chủ nghĩa bài phụ nữ Anh Quốc, Anh Mỹ đó, đã tuyên bố sai sự thật rằng kẻ tấn công là người di cư bất hợp pháp và bảo mọi người thức tỉnh. Ghê gớm không quý vị? Đến bây giờ bắt đầu người ta nói cáo buộc một số các cái nhân vật quan trọng và đưa ra những cái thông tin như vậy. Những cái thông tin đó là mang tính bịa đặt và lợi dụng vào cái quyền tự do dân chủ để mà mang tính chất là kích động bạo loạn. Rất là dữ dội những cái lời nói đó. Có nhiều người nói là những cái lời nói không quan trọng, nhưng mà thật ra những lời nói rất quan trọng, nhất là những người mà trong cái giới showbiz, hay là những người mà diễn viên nổi tiếng, những người mà làm trên những cái đài truyền hình mà lớn chẳng hạn, hoặc là những cái nhân vật thuộc loại là quan chức chính quyền, thì những cái lời nói họ rất ảnh hưởng. Chính vì vậy mà đưa ra cái thông tin không đúng trong cái lúc người ta đang rất là căng thẳng, lẽ ra người ta đau buồn, người ta chia buồn, rồi khuyến khích chính quyền để bắt cái người mà thủ ác để điều tra làm rõ và phải trừng phạt nó. Cái đằng này thì họ lại nói rằng cái kẻ gây ác đó, nó là người Hồi giáo, nó là người nhập cư,
làm cho người ta quay sang chống Hồi giáo. Đến ngày hôm nay thì lực lượng cảnh sát có thể nói rằng họ đã bổ lực lượng ra rất đông để mà bảo vệ các cái đền thờ nhà Hồi giáo và các cái nơi mà những người nhập cư đang cư ngụ đó, lực lượng cảnh sát dày đặc. Mà những người biểu tình ở bên ngoài, rồi một số các cái tòa nhà của chính phủ cũng phải được bảo vệ rất là nghiêm ngặt. Đó là chưa nói tới đường phố nữa, người ta đốt phá trên xe, đốt phá các cái cửa hiệu, đốt phá những cái nơi ở, nó ngứa tai ngứa chân ở đâu nó muốn làm gì nó làm. Kinh hoàng quý vị. Đây là cái hệ quả của cái việc biểu tình. Họ cứ nói là biểu tình là tự do, biểu tình là ôn hòa, biểu tình là sản phẩm của trí tuệ, của văn minh, của ứng xử và cái quyền biểu đạt. Đây không còn là quyền biểu đạt nữa. Đây là cái quyền bạo loạn chứ không phải quyền bạo loạn, không phải là quyền biểu đạt. Quyền biểu đạt là cái quyền đưa lên tiếng nói. Tiếng nói thì có nó phải mang chất ôn hòa. Thì họ cứ hay nói rằng những người mà họ cổ súy cho cái quyền mà tự do biểu tình đó, thì họ cứ nói rằng biểu tình đó là cái quyền phải nên làm như vậy. Nhưng mà từ biểu tình ôn hòa nó chuyển sang cái bạo động đó, chỉ có một tích tắc thôi. Những cái đất nước như là Anh Quốc là một cái đế quốc. Đế quốc đã từng đứng hạng nhất thế giới trong rất nhiều năm. Thậm chí trước đây Anh Quốc còn làm chủ thực sự của cái xứ Mỹ nữa mà. Nước Mỹ nó sau này mới giành được độc lập từ Anh Quốc cơ. Cho nên là Anh Quốc nó đã đi đầu, đi trước và đã là một cái đất nước dân chủ và đất nước mà gọi là cổ xí về vấn đề tự do theo cái kiểu là tự do biểu tình. Nhưng mà chúng ta đã thấy rồi. Anh Quốc dữ dội như vậy, luật pháp gọi là quen thuộc với cái vấn đề biểu tình như vậy. Người dân đã sống và họ đã có một tập quán biểu tình dữ dội. Nhưng mà nó vẫn xảy ra bạo loạn, vẫn xảy ra bạo động và vẫn xảy ra mất sự kiểm soát. Không phải là ngẫu nhiên, có những người nói rằng đó là nó là một sự ngẫu nhiên thôi. Dễ gì nhiều khi mấy chục năm trời, có khi cả trăm năm mới có một cái vụ bạo loạn như vậy. Không phải đâu, chúng ta thấy là hồi năm 2011 là tê liệt luôn. Thủ tướng ở nước Anh khi đó đang đi trong du phải trở về ngay lập tức. Và nhiều cảnh tượng đốt phá cũng giống hệt như vậy. Và chúng ta thấy nước Pháp cũng vậy, một cái đế quốc Pháp có những cái thuộc địa thậm chí là khắp nơi trên thế giới, Anh Quốc cũng vậy. Thì nước Pháp thì sao? Bạo loạn cũng kinh hoàng thông qua các cái cuộc biểu tình. Đến đổi cả một cái Paris là tê liệt luôn. Và còn nhiều cái nơi khác nữa. Đến đổi mà cái luật biểu tình ở bên Pháp á, có thời điểm cũng phải ngưng luôn, đình chỉ thi hành luật biểu tình luôn. Không cho cái biểu tình nữa. Họ cấm luôn. Bởi vì sao biểu tình mà như vậy làm sao kiểm soát được? Cho nên chúng ta mới thấy được rằng ngay cả Mỹ cũng vậy. Chúng ta đã chứng kiến ở Mỹ trong cái thời ông Donald Trump. Sau cái đợt và Covid á, trong cái thời điểm đó là những cái hành vi mà đốt phá vừa có Covid người ta cấm rồi nhưng mà vẫn có những cái hành vi gọi là cái phong trào Black Lives Matter. Một cái hành vi của một cái anh cảnh sát lỡ tay làm cho cái người đàn ông da đen bị mất mạng. Lực lượng công quyền bắt giam rồi, đem ra xử rồi. Nhưng mà bị cái kích động. Họ nói rằng là phân biệt người da đen để là tạo ra những cái cuộc biểu tình khắp cái nước Mỹ, làm cho nước Mỹ nó chìm đắm và nó gây thiệt hại vô cùng kinh khủng. Và cái những cái cuộc kiểm soát, những cuộc biểu tình đó ngoài cái tầm kiểm soát của Hoa Kỳ luôn. Và Hoa Kỳ cũng không phải là lần duy nhất. Trước đây chúng ta thấy là những cái cuộc biểu tình đốt phá cũng bảo vệ người da đen, cũng là cảnh sát, ba bốn cảnh sát đang đánh một cái người da đen. Sau đó thì cả thành phố Los là nó chìm đắm trong một cái sự khói lửa bao trùm. Nước nào cũng phải phải bị rồi những cái chuyện như thế này. Và chúng ta thấy rằng thủ tướng của nước Anh đã cảnh báo hôm thứ hai rằng bất kỳ ai mà kích động bạo lực trực tuyến sẽ phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh của pháp luật. Người phát ngôn của thủ tướng thì cho biết rằng không có lý do chính đáng cho những bình luận của Elon Musk, chủ sở hữu tỷ phú của cái hệ thống mà cái mạng X, cái mạng mà chúng ta trước đây gọi là Twitter. Thì cái người này đã nói rằng là nội chiến là điều không thể tránh khỏi ở nước Anh.
Elon Musk thậm chí còn kích hoạt vào mà nói như vậy nữa, nói là nước Anh giống như là nội chiến. Và các chuyên gia thì cho biết rằng quyết định của Musk cho phép những nhân vật như là nhà hoạt động cực hữu người Anh Tommy Robinson, tên thật là Stephen Jalay Clement, quay trở lại mạng X đã đóng vai trò trong cái việc lan truyền thông tin sai sự thật. Vào Chủ nhật, Robinson, người đang đi nghỉ ở nước ngoài, đã đăng một cái đoạn phim về cái vụ tấn công khách sạn Rotherham vào cái mạng X và nói rằng khi người dân Anh bị phớt lờ và bị dán nhãn là cực hữu thì điều đó phải xảy ra, tức nghĩa là họ muốn kích hoạt. Thì cho nên là chúng ta mới thấy được rằng đó, đến ngày hôm nay bây giờ chính phủ Anh sẽ làm gì? Chính phủ Anh rồi cụ giám đốc, những người mà gọi là công tố viên của nước Anh đã chủ trì những cái cuộc họp khẩn cấp với các cái ngành, các cái cảnh sát và các cái bộ trưởng vào sáng thứ hai, tức là ngày hôm nay. Cuộc họp đã diễn ra sau bài phát biểu trên truyền hình và trước toàn quốc của ông Starmer, là một người gọi là giám đốc công tố đó quý vị, tức là viện trưởng viện kiểm sát đó. Trong đó thì ông này ông tuyên bố rất là nhiều điều, nhưng mà chúng ta cũng chưa biết được là cái sự việc nó sẽ xảy ra là sẽ là như thế nào. Kinh khủng lắm, chúng ta sẽ không biết được nó sẽ diễn ra. Báo chí rồi bây giờ đang tiếp tục đăng tải rất nhiều. Cooper thì cho biết rằng là tòa án đang sẵn sàng để đảm bảo công lý nhanh chóng và Bộ Nội vụ đã đưa ra các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo các nhà thờ Hồi giáo được bảo vệ thêm. Một số các quốc gia khác gồm như là Nigeria, Malaysia, Indonesia đã ban hành các cái cảnh báo an toàn cho công dân của họ ở Anh và do cái tình trạng bạo loạn. Thì tất cả những cái nước đó là mà họ ví dụ như là Malaysia hay Indonesia thì những người Hồi giáo rất là nhiều. Do đó thì họ đang mà những người mà đang ở Anh họ rất là sợ, sợ là cái đám đám đông nó quay ra cái kỳ thị và nó xảy ra cái sự việc như thế này. Rất nhiều hình ảnh quý vị. Báo chí ngày hôm nay đăng đồng loạt luôn. Đây những cái tờ như là BBS họ cũng đăng lên những hình ảnh họ phân tích và cho thấy rằng hàng loạt những cái hành động. Đây cái phần này họ quảng cáo quá nhiều nên chúng ta cũng không, các bạn có thể là đi lên trên mạng, các bạn có thể ra search vào, các bạn sẽ đi tìm và sẽ thấy rất nhiều những hình ảnh. Và chúng ta muốn nói rằng cái cuộc biểu tình đó, nhiều người mà họ ủng hộ cho cuộc biểu tình. Họ cứ nói là ở Việt Nam tại sao không có cái luật biểu tình, hoặc là Việt Nam chưa có luật biểu tình và cần có cái luật biểu tình. Thì thật ra như là ở Việt Nam người ta cũng đã ít nhất là 2 lần đưa ra cái dự thảo luật biểu tình rồi. Sẽ nó đưa ra cái lịch trình để mà xây dựng cái luật biểu tình. Nhưng mà bây giờ đó, xây dựng cái luật biểu tình như thế nào là đúng? Là như thế nào là nó phù hợp với cái tập quán, nó phù hợp với luật pháp, nó phù hợp với cái sinh hoạt và cái nhu cầu của con người. Ở Mỹ thì chúng ta đã thấy rồi, những cái cuộc biểu tình chửi bới lẫn nhau lên đấu đá và hở cái gì một chút người ta biểu tình. Có trường hợp mà họ lợi dụng biểu tình cũng rất là nhiều. Có nhiều khi cái chuyện không có đáng gì cả, họ cũng đi biểu tình, họ cũng nâng cấp lên, họ cũng làm cho nó dữ dội và những chuyện nó rất là vô lý. Và những cái cuộc biểu tình nó từ một cái việc nó rất là nhỏ thôi nhưng mà nó kích hoạt lên trở thành một cái làn sóng, nó lan sang cả nước luôn, làm tê liệt và những cái thiệt hại vô cùng kinh khủng. Cái phong trào Black Lives Matter ở bên Hoa Kỳ cũng vậy, chúng ta đã từng chứng kiến rồi, một người đàn ông thôi bị một anh cảnh sát đạp lên, một anh Chauvin đạp lên trên cổ và gây ra cái nghẹt thở chết. Thì họ cho rằng cái đó là sự kỳ thị. Trong khi chúng ta mà những người mà hiểu biết về pháp luật đó, chúng ta mới thấy rằng đó là một hành vi của một cái kẻ cảnh sát lạm quyền, một kẻ thủ ác thì phải bị trừng trị, phải bị bắt và như vậy là đủ rồi. Nhưng mà không, họ nâng tầm lên và họ tạo ra những phong trào, họ đốt phá, họ làm lung tung. Hàng tỷ Mỹ kim, nhiều tỷ Mỹ kim, nhiều cơ quan, nhiều công sở, nhiều
cái cơ sở thương mại bị đốt phá. Kinh khủng quý vị. Và từ biểu tình đến bạo động á, nó rất là nhanh chóng kích hoạt lên vì những yếu tố chính trị, vì những yếu tố làm thù hằn, vì vấn đề tôn giáo, vì vấn đề sắc tộc. Họ kích hoạt lên dễ lắm, giống như ở Anh này cũng vậy. Và nó vẫn có những cái người cầm đầu đó. Bây giờ Anh Quốc họ cũng nói là do những cái người mà nổi tiếng đó, những người mà có cái tiếng nói quan trọng, họ đã đưa ra những thông tin không đúng mà mình thấy rất kích động. Bây giờ đến đổi ông thủ tướng Anh cũng phải nói rằng những người đó sẽ phải đối mặt với cả một cái hệ thống sức mạnh của luật pháp, theo như cái kiểu là cũng đe dọa rằng sẽ bị khởi tố, người này đe dọa theo kiểu là sẽ bị trừng trị đó. Nhưng mà họ có trừng trị như thế nào, họ phải có cái cơ sở để mà họ làm. Trong khi đó giống như ở Việt Nam thì tại đây là cái điều mà chúng ta lý giải rất là rõ là tại sao những cái nước như Việt Nam lại có những cái điều như điều 331, những cái điều như là tội xúi giục, tội kích động, tội gây bạo loạn chẳng hạn. Phải có những cái tội như vậy. Bởi vì một người có thể là người ta ngồi ở nhà thôi, người ta không có tham gia vào một cuộc biểu tình, nhưng mà ở ngoài họ xúi giục. Nhất là những người nổi tiếng. Chúng ta thấy là những người nổi tiếng họ có rất là nhiều fan. Thì nhiều khi họ chỉ cần nói một cái tiếng thôi, cái lượng fan của họ đào đổ ra đường, để rồi nó đi đốt đi, phá đi, giết đi hả gì này kia. Những cái cách nói như vậy, nó sẽ là một cái điều kích động. Đến ngày hôm nay bên Anh Quốc cũng có hiện như vậy. Không có những cái người mà kích động đó, nó không có là chuyện gì. Không có những người mà họ tung tin giả đó, nó không tạo ra cái làn sóng. Giống như là trước đây ở trong Việt Nam ba cái vụ cá chết cũng vậy. Có rất nhiều những cái nhà mà gọi là hoạt động dân chủ, nhân quyền hay là dân chủ của các thứ. Họ đã lý giải những cái vấn đề về cá chết một cách rất là khác nhau. Họ cố tình họ gây ra những sự ác ý. Và họ kích hoạt người ta xuống đường, kích hoạt người ta chặn quốc lộ, kích hoạt người ta là đổ cá trên đường phố. Những cái hành động đó là hành động cản trở, hành động đó là hành động vi phạm pháp luật, và những hành động đó gây ảnh hưởng tới người khác, và còn đi xa hơn nữa là đốt phá ở trong cái trụ sở của công an ở Ninh Thuận, Bình Thuận gì đó, chúng ta nhớ rất là rõ. Kinh khủng. Đó là mới là những cái cuộc bộc phát nhỏ nhỏ thôi đó. Và trong khi mà như nước Anh này đến ngày hôm nay, chúng ta thấy nó lan sang rồi. Khói lửa mịt mù. Mà cảnh sát Anh rất mạnh đó, họ phải tung ra cái lực lượng. Bây giờ họ sẵn sàng họ đối đầu và họ đẩy lùi cái sự việc này. Bây giờ đang tiến hành đồng thời luôn là bắt luôn. Bắt lên gần 400 người rồi. Và chắc chắn sẽ còn bắt nữa. Bởi vì sau khi mà họ phân tích các cái video, phân tích các cái camera mà thu giữ được những cái hình ảnh đó, bắt đầu là họ mới coi là ông đó là ai, bà này là như thế nào, tại có hành vi đốt ném xăng hay cái gì gì, bắt đầu là họ 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 lôi ra hết. Và cần phải làm như vậy. Mà nếu mà họ bắt như vậy thì tại sao những cái kẻ mà dân chủ cuội mấy ngày hôm nay thì họ không nói gì hết? Những cái kẻ mà nói rằng là phải để cho người ta tự động biểu đạt đó, tự động thể hiện ý chí, rồi tại sao mà họ không không bảo vệ cái vụ này? Họ không chửi Anh Quốc đi, tại sao bắt 300-400 người? Tại sao không để cho người ta tự do biểu đạt, người ta tự do đốt phá, tự do thoải mái? Trong khi cái sự việc đó mà xảy ra ở Việt Nam hay xảy ra ở nước khác, nói là nó là tự do biểu đạt, tự nhiên cái ủng hộ cho cá chết cái bị bắt đó, cái đám gì công lý gì phu mua sa phu xéo gì đó, cái đám mà nó hay nói nghêu ngao về những cái vấn đề ở trong Việt Nam liên quan đến cái vụ mà Vũng án, thì nói Việt Nam là đi bắt người ta không, người ta ủng hộ môi trường, người ta bảo vệ môi trường, cái tự nhiên bắt, ủng hộ môi trường ai thì tự nhiên bắt, đồ khùng. Người ta ủng hộ luật pháp không ai bắt á, cộng sản nào bắt những người ủng hộ môi trường, về vì cái lợi dụng vào cái môi trường, lợi dụng vào cái vụ Formosa, kích động kích hoạt người khác, xúi giục người ta là biểu tình gây bạo loạn, đổ cá chặn quốc lộ, rồi tấn công cảnh sát hay có kiểu làm đốt phá trụ sở công an, rồi hô hào kích động ở trên mạng xã hội theo cái hướng là muốn lật đổ chính quyền, theo cái hướng là kích động bạo loạn gây rối trật tự. Không có những hành vi đó, chúng ta coi lại tất cả những cái người bị bắt liên quan đến vấn đề mà Formosa đi, bao nhiêu người
vài ba chục người, và những người đó là những cái tội danh có cụ tội danh cụ thể hết, có bản án, có cáo trạng, có kết luận điều tra, có luật sư bào chữa, có đầy đủ hết. Làm gì có cái chuyện mà tự nhiên yêu cá cái chết. Cái đám dân chủ cuội ở hải ngoại này đó, nó mở mồm ra nó nói mà nó không hiểu nó nói cái gì luôn. Yêu môi trường cái tự nhiên cộng sản nó bắt người ta. Chúng tôi là không có binh cộng sản hay là binh Việt Nam, binh luật pháp Việt Nam gì cả, nhưng mà chúng tôi muốn nói rằng khi mà hành vi nó xảy ra trong Việt Nam, chúng ta hãy đặt cái hệ quy chiếu đó và căn cứ theo luật pháp của Việt Nam hiện giờ. Luật pháp Việt Nam bây giờ người ta cũng phải xây dựng theo cái hướng là cũng tiệm cận với thế giới. Bây giờ ở Anh Quốc không có điều 331, nhưng mà những cái điều mà ông thủ tướng Anh đang nói nó có giống như vậy không? Sử dụng toàn bộ cái sức mạnh của hệ thống pháp luật để mà trấn áp đối với những cái người kích động, những người tung ra những cái thông tin giả. Ai cũng biết được rằng những người thông tin giả nó rất nguy hiểm, nó là nguồn cơn. Cho nên lợi dụng dân chủ mà đưa ra thông tin, người ta nói là đưa ra cái thông tin có cái gì đâu, lời nói thôi mà có cái gì đâu. Hỏi có cầm tất sắt con dao nào đâu mà tại sao bắt họ? Không phải thôi. Những cái người chỉ huy đó là sao? Họ ra lệnh như thế này, cái tiếng nói của họ quan trọng đó chứ. Họ có tầm ảnh hưởng cơ mà. Những người khác thực hiện, xông lên đi, đốt phá đi, tấn công đi. Đó là những điều kích động. Và họ nói rất nhiều về ba cái đứa trẻ này dễ thương quá. Những cái bị đâm chém như vậy là do cái đám mà nó di dân lậu, do cái đám mà vì chính quyền mở cửa ra đón tiếp những người nhập cư. Và những người nhập cư là những người nhập cư Hồi giáo cho nên ghét nước Anh. Và chính vì những người nhập cư đó đó, nó là những tên tội phạm nhập cư vào. Rồi nó kích hoạt lên, nó gây thù hận. Và nó đánh thẳng vào cái tâm cái lòng tự ái của những người nước Anh. Họ không công nhận là những người sinh ra tại Anh lại là những kẻ thủ ác. Trong khi đó cái kẻ 17 tuổi này nó lại là sinh ra tại Anh Quốc. Lớn lên tại Anh Quốc. Được đào tạo bởi cái nền giáo dục của Anh Quốc. Thì nói lên cái nền giáo dục thì có những kẻ mà họ dân chủ cuội đó. Khi mà ở trong Việt Nam mà xảy ra một cái vụ án gì đó mà gây ra đâm chết một thằng khùng thằng ba trợn nào, nó đâm hai ba người chết, thì tôi nói đó là cái sản phẩm văn hóa, do văn hóa, do đào tạo, do giáo dục, do này kia đó. Bây giờ do Anh Quốc rồi nó bị như vậy, tại sao nó không nói là nền giáo dục đi, nó không nói là do cái cách đào tạo hay là do sản phẩm của chủ nghĩa tư bản hay là cái tinh hoa của cái gọi là đế quốc Mỹ đế, Anh đế gì đó. Rõ ràng chúng ta thấy cái đám cuội đó lúc nào nó cũng nói cho bằng được, và nó nói mà riết là nhiều khi nó không biết nó nói cái gì quý vị. Chúng tôi thấy rất là buồn cười, đây là cái điều mà nó rất là. Và thôi thôi thì có lẽ là chúng ta cũng tạm dừng cái clip này ở đây và trở lại quý vị trong chương trình tới. Và liên quan đến đề tài này thì nếu mà có những cái thông tin mới nữa thì chúng ta sẽ đào sâu hơn, và hẹn gặp quý vị trong chương trình tới ạ.